Đức giáo hoàng Francisco đã kết thúc kỳ năm thánh dành cho giáo lý viên bằng thánh lễ này. Trong suốt bài giảng, ngài đã mang đến cho họ một thông điệp đặc biệt, soi quan công việc của họ trong từng giáo xứ trên khắp thế giới. Trong lễ kỷ niệm 50 năm của các giáo sĩ, tôi đã yêu cầu không ngừng nhắc đến việc đặt ở vị trí đầu tiên thông điệp chính của Non ci sono contenuti più importanti, nulla è più solido e attuale. Ogni contenuto della fede diventa bello se resta collegato a questo centro, se è attraversato dall'annuncio pasquale. Invece se si isola perde senso e forza. Đức Giáo Hoàng nói rằng chỉ bằng cách yêu mến Chúa và bằng niềm vui này, tình yêu đó mới được lan truyền cho cả thế giới. Ngài nói rằng Chúa Kitô yêu mến mỗi người do chính con người họ, nếu họ chịu mở lòng ra và để tình yêu của Ngài bước vào. imponendo la verità, a qualche religioso o morale. Dio si annuncia incontrando le persone con attenzione alla loro storia e al loro cammino. Qua những cuộc gặp gỡ như thế, giới đan mới của Chúa Giêsu là hãy yêu thương nhau như thầy đã yêu thương anh em mới có thể được lan truyền đến người khác nếu họ không sợ làm chứng cho sự thật. Non si parla bene di Gesù quando si è nemmeno si trasmette la bellezza di Dio. solo facendo belle prediche il Dio della speranza si annuncia vivendo nell'oggi il vangelo della carità senza paura di testimoniarlo anche con forme nuove di annuncio gia tụ họp tại quảng trường Phê Rô rằng Thiên Chúa được loan báo qua gặp gỡ, nghe và chào đón mọi người với niềm vui của Đức Kitô, niềm vui của sự phục sinh.